Cô chào các em học sinh lớp 5 thân yêu. Chúng ta gặp nhau ở tiết học toán với bài luyện tập chung trang 124. Các em hãy chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập và ngồi vào nơi có đủ ánh sáng. Tập trung nghe cô giảng bài nhé. Bài luyện tập chung hôm nay, các em sẽ thực hiện hai bài tập, đó là bài tập 1 và bài tập 2. Và bây giờ cô trò chúng ta bước vào bài tập 1. Bạn dung tính nhẩm 15% của 120 như sau. 10% của 120 là 12, 5% của 120 là 6. Vậy 15% của 120 là 18. Các em có biết bạn Dung đã làm như thế nào để có kết quả là 18 hay không? Bạn Dung đã làm như sau. Bạn tách 15% thành 10% và 5%. Các em có thể đặt câu hỏi. Vì sao Dung lại tách 15% thành 10% và 5% mà không tách thành tổng các số khác? Vì chúng ta đã học cách nhân, chia nhẩm với 10, 100, 1000, nên Dung vận dụng cách tìm tỷ số phần trăm để tính bằng cách lấy 10% của 120 bằng 120 chia 100 nhân 10 bằng 12, hoặc 10% tức là 1 phần 10, nên 10% của 120 bằng 120 chia 10 bằng 12. Sau đó, Dung tính tiếp 5% của 120 bằng 10% của 120 chia cho 2, tức là 12 chia 2 bằng 6. 15% tức là 10% cộng 5% của 120 bằng 12 cộng 6 bằng 18. Đó là cách tính nhẩm của bạn Dung. Chúng ta thấy rằng, muốn tính nhẩm tỷ số phần trăm của một số, điều đầu tiên là ta phải tính nhẩm 10% của số đó, rồi tiếp tục tính nhẩm các phần trăm còn lại các em nhé. Từ ví dụ trên, các em hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 17,5% của 240 theo cách tính của bạn Dung. Đây là yêu cầu của bài tập 1A. Các em hãy quan sát nội dung của bài. Cô mời các em làm bài. Giờ đây, cô sẽ hướng dẫn các em sửa bài 1A nhé. Mười bảy phẩy năm phần trăm chúng ta sẽ tách thành 10% cộng 5% cộng 2,5%. 10% của 240 ta chỉ việc lấy 240 chia 10 là 24. 5% là một nửa của 10%, nên ta lấy 24 chia 2 bằng 12. 2,5% là một nửa của 5%, nên chúng ta lại lấy 12 chia 2 bằng 6. Sau đó, chúng ta cộng 24 với 12 và 6 sẽ được 42. Vậy 17,5% của 240 là 42.
Cô mời các em nhìn vào bài sửa của cô để sửa vào vở của mình. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang bài 1B. Hãy tính 35% của 520 và nêu cách tính. Các em hãy dựa vào cách tính của bạn Dung, suy nghĩ và làm vào vở của mình nhé. Cô mời các em làm bài. Sau khi các em đã làm xong bài 1B, bây giờ chúng ta sẽ sửa bài. 35% của 520, chúng ta thực hiện như sau. Phân tích 35% thành tổng của 10% cộng 20% cộng 5% các em nhé. 10% của 520 là 52, giống như bài 1A. Ta chỉ việc lấy 520 chia 10 là 52. 20% của 520 là 104. Vì 20% gấp đôi 10% nên ta lấy 52 nhân 2 được 104. 5% là một nửa của 10% nên ta lấy 52 chia 2 được 26. Sau đó ta cộng 52 với 104 và 26 được kết quả là 182. Vậy 35% của 520 là 182. Có em nào tính nhẩm khác với cách cô vừa trình bày không? Chắc chắn là sẽ có nhiều em có cách tính nhẩm khác. Sau đây, cô sẽ giới thiệu một cách nữa nhé. Cô sẽ phân tích 35% thành 10% cộng 10% cộng 10% cộng 5%. 10% của 520 là 52. 10% của 520 là 52. 10% của 520 là 52. 5% của 520 là 26. Vậy 35% của 520 là 182. Các em ạ, trong toán có rất nhiều cách giải khác nhau, có rất nhiều cách tính khác nhau để đi đến kết quả của bài toán. Cũng như trong cuộc sống, có nhiều con đường để đi đến đích. Mỗi chúng ta sẽ lựa chọn cho mình con đường nào phù hợp với khả năng của bản thân để phát huy thế mạnh. Cô chúc các em thành công trên con đường mà mình đã chọn nhé. Bài tập 1 vừa rồi, cô đã ôn tập cho các em kiến thức về tính nhẩm tỷ số phần trăm của một số. Tiếp theo, chúng ta cùng bước sang bài tập số 2. Bài tập 2 có nội dung như sau. Biết tỷ số thể tích của hai hình lập phương là 2 chia 3. Các em hãy xem hình vẽ. Thể tích hình lập phương bé là 64 cm khối. A. Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé? B. Tính thể tích của hình lập phương lớn. Các em hãy đọc thầm đề bài một lần nữa. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em cách giải bài tập này nhé. Ở câu A, từ tỷ số thể tích hình lập phương bé so với thể tích hình lập phương lớn là 2 chia 3 hay có thể viết thành phân số 2 phần 3. Chúng ta có thể
lập được tỷ số thể tích hình lập phương lớn so với thể tích hình lập phương bé là 3 chia 2 hay 3 phần 2. Rồi chúng ta sẽ chuyển về tỷ số phần trăm. Sau đó các em sẽ làm tiếp bài 2B. Bây giờ cô mời các em làm bài. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em sửa bài 2. Câu A. Tỷ số phần trăm thể tích hình lập phương lớn và thể tích hình lập phương bé là 3 chia 2 bằng 3 phần 2 bằng 1,5 bằng 150%. B. Thể tích hình lập phương lớn là 64 nhân 3 phần 2 bằng 96 cm³, hoặc 64 chia 100 nhân 150 bằng 96 cm³. Đáp số A 150%, B 96 cm³. Các em hãy đối chiếu bài sửa của cô và sửa vào vở của mình thật cẩn thận nhé. Bài tập 2, cô đã ôn tập cho các em kiến thức tìm thể tích của một hình lập phương thông qua mối quan hệ với một hình lập phương khác. Như vậy, cả tiết học ngày hôm nay, cô đã ôn tập cho các em về cách tính nhẩm tỷ số phần trăm của một số và tìm thể tích của một hình lập phương thông qua mối quan hệ với một hình lập phương khác. Cô mong các em nắm vững kiến thức và áp dụng để làm bài một cách tốt nhất. Ở nhà, các em hãy xem lại những bài tập đã làm, ôn kiến thức đã học, chuẩn bị bài giới thiệu hình trụ, hình cầu. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô chúc các em chăm ngoan, học tốt. Mến chào và hẹn gặp lại các em.